cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có công lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Xin mọi người dâng cao nến sáng cầm tay và cùng tung hô mẹ Ave Maria. Now please raise the light on your hands and sing out Ave Maria to honor our Blessed Mother. Ave. Xin mọi người cùng hướng về kiệu mẹ Lama để dâng lên mẹ lời nguyện cầu. Let us turn to our Blessed Mother, Our Lady of Lama, and unite with our bishop, priests, religious, and our community in prayer. Lạy mẹ Lama, khi chị họ của mẹ là Isabe sắp tới thời kỳ sinh nở, mẹ đã vui mừng lên đường thăm viếng vừa đường xa xôi cách trở. Xin mẹ giúp chúng con nhìn lại cuộc đời mình và tự hỏi, đã có bao nhiêu lần chúng con nhìn thấy những người chung quanh quệt một nụ cười cởi mở, cởi một lời an ủi cảm thông, với ánh mắt yêu thương ấm áp tình nhân loại mà chúng con đã làm ngơ. Xin cho chúng con biết noi gương mẹ sống yêu người như lời Chúa dạy. Xin mọi người dâng nến cầm tay và cùng tung hô Ave Maria. Now please raise the lights of hands and sing out Ave Maria to honor our Blessed Mother. Con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng.